Các bạn muốn mua nhà đất trực tiếp chủ không qua môi giới, vậy thì bạn đến đúng nơi rồi. Số điện thoại chủ nhà nằm ở đây, cứ gọi trực tiếp cho chủ nhà. Chào mừng các bạn đến với xem nhà online, kênh YouTube review nhà đất không phải môi giới. Xin chào mọi người, hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một căn chung cư ở ngay đường Lý Chính Thắng bên quận 3 nha. Hiện tại em đang đứng ngay đường này là đường Lý Chính Thắng. Như mọi người biết á, là đường Lý Chính Thắng là một trong những tuyến đường chính của quận trung tâm mình luôn, ngay quận 3 đó. Cho nên là xung quanh mọi người thấy nè, không hề thiếu tiện ích luôn nha mọi người. Và mọi người nhìn bên phía đây, đây là hẻm 139 đường Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3. Đó là mọi người đi vào đây. Thì trong khu này á, lúc trước nó là khu quân đội á, cho nên á, là cực kỳ an ninh nha. Thì mọi người đi vào tầm khoảng chừng là vài bước thôi. Mọi người nhìn bên tay phải nè. Đó, đây là cái tòa chung cư hôm nay muốn giới thiệu cho mọi người. Cái tòa chung cư này là tòa KB nha mọi người. Và đây là cái hầm giữ xe, hoặc là chúng ta gửi xe bên đây cũng được nha mọi người. Và chỗ này là cực kỳ rộng rãi an ninh luôn nha. Từ ngay cầu thang mọi người đi lên trên lầu 3 thì mọi người thấy á, là ở đây là mình có 3 căn nè. Thì căn ở giữa là của người ta nha. Còn căn của mình là căn bên đây và căn bên phải, ngay căn số 317 này nè. Là hai căn này là chung một sổ hết luôn á. Do là cái kết cấu hồi xưa là người ta xây theo kiểu như vậy á mọi người. Thì thông tin của nhà như là diện tích, kết cấu và giá cả em có để bên góc trái video, mọi người có xem trực tiếp nha. Còn đây là không gian bên trong nhà nè. Đó, mọi người thấy không? Rất là rộng luôn nha mọi người. Mọi người có thể tách ra là một căn để cho thuê và một căn để ở vẫn được nha. Nhưng mà hai căn vẫn là chung một sổ hết luôn, chung một chủ quyền luôn và ngân hàng hỗ trợ cho vay luôn nha mọi người. Thì ngoài đây á, là chúng ta có một cái ban công. Thì ban công cũng khá là lớn, làm chỗ phơi đồ, chỗ để nóng nè đó. Và ở đây á, là chủ nhà có làm lại cái lưới này á, đó, để cho an toàn nha mọi người đó, để đề phòng nhà có trẻ em hay có vật nuôi á, cũng khá là an toàn nha. Thì bên đây. Rồi bây giờ em sẽ đi tiếp ra khu vực đằng sau nha. Thì cái chỗ này á, là chủ nhà đang dùng làm phòng ngủ đó. Phòng cũng khá là lớn nha mọi người. Còn ngoài đây á, lúc trước cái chỗ này là một cái nhà vệ sinh, nhưng mà hiện tại á, là chủ nhà sửa lại làm kho nha mọi người. Đây mình ngó sơ qua một vòng nha. Rồi bây giờ em quay tiếp cái căn còn lại nha mọi người. À, đây là căn còn lại nè. Đó, do nhà mình là phân ra làm hai căn, cho nên là mình có thể tận dụng một căn để ở và một căn để cho thuê, cũng cực kỳ là hợp lý luôn nha mọi người. Còn đây là ở đằng sau, thì ở đây mình có một phòng ngủ đó mọi người. Mọi người nhớ nha, cả hai căn đều là chung một sổ hết, do cái kết cấu mà chung cư hồi xưa người ta xây vậy đó. Đó, chứ hai căn là chung một sổ hết, chung một chủ quyền hết. Và là cho vay thoải mái nha. Đây, đây là nhà vệ sinh nha mọi người. Đó, nhà vệ sinh cũng khá là rộng rãi nha. Còn trên đây là cái khu vực bếp nè. Đó. Ở đây là kế bên luôn là có một cái hàng rào, cho nên nấu ăn không sợ bị ám mùi nha. Mọi người ơi, khoan rời đi, nhớ ấn like và subscribe để ủng hộ kênh em nha. Em cảm ơn và chúc mọi người tìm được căn nhà ưng ý.